Nơi này, nhà máy xe lửa Gia Lâm đã từng bị lãng quên với những khối sắt vụn khổng lồ. Và để xử lý chúng thì phải tốn một khoản chi phí không nhỏ. Nhưng với những ý tưởng dám thay đổi, dám nghĩ và dám làm của nhiều người trẻ, đống sắt vụn khổng lồ đó đã được hồi sinh thành một không gian văn hóa nghệ thuật của thủ đô. Những toa tàu cũ kỹ nay rộn vang tiếng hát. Một nhà máy rơi vào lãng quên nay trở thành sân khấu nghệ thuật. Ngành đường sắt đang khởi đầu của một hành trình mới. Cung đường Huế Đà Nẵng được xem là cung đường sắt đẹp nhất của Việt Nam, và không bỏ qua những ưu ái này thì ngay từ đầu tháng 10 năm nay, đôi tàu SE19-20 của đường sắt Việt Nam đã được đổi mới và nâng cấp thành tàu chất lượng cao để có thể thu hút khách du lịch. Hãy cùng tôi tìm hiểu những đổi mới trên chuyến tàu SE19 Hà Nội Đà Nẵng. Tổ chức chạy hàng ngày đoàn tàu chất lượng cao SE19, SE20 từ ga Hà Nội đến ga Đà Nẵng và ngược lại. Đường sắt Bắc Nam của Việt Nam được trang Cẩm nang du lịch Lonely Planet xếp vị trí đứng đầu danh sách những tuyến đường sắt đẹp nhất thế giới. Du lịch bằng đường sắt trên thế giới cũng đang là xu hướng trải nghiệm tại nhiều quốc gia, và ở Việt Nam cũng đã bắt đầu có những trải nghiệm này. Sau hơn 142 năm phát triển của ngành đường sắt thì trên chuyến tàu từ Bắc vào Nam, ngành đường sắt đã bắt đầu một hành trình cho sự đổi mới. Sau những đổi mới trên chuyến tàu SE19 tới Đà Nẵng thì ngay bây giờ tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình tới phía Nam của Tổ quốc để cùng tìm hiểu những đổi mới sáng tạo mang tính xu hướng thế giới sẽ giúp cho những người nông dân, cho ngành nông nghiệp Việt Nam như thế nào. Việt Nam có gần 28 triệu hecta đất nông nghiệp, trong đó có gần 4 triệu hecta diện tích trồng lúa. Sự ra đời của các ứng dụng công nghệ canh tác mang tính đổi mới sáng tạo được đánh giá là giải pháp thông minh với hiệu quả tạo bước đột phá về năng suất lẫn chất lượng của các loại nông sản. Với diện tích gần 3 hecta lúa, năm nay anh Giang đã tiết kiệm được gần 6 triệu đồng tiền phân bón. Từ tiếp cận đổi mới, hiểu biết về sâu bệnh, rồi chia sẻ kinh nghiệm canh tác nông nghiệp, nó giúp ích cho mình là tiết kiệm được tiền bạc, nó sẽ nâng cao cái lợi nhuận cho người nông dân, thì người nông dân rất vui. Ứng dụng Hai Nông là nơi mà các kiến thức nông nghiệp trên thế giới thì đã được lựa chọn để có thể phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng tại Việt Nam. Cùng với đó là sử dụng công nghệ AI để hệ thống và chuẩn đoán sâu bệnh, cũng như là cảnh báo thời tiết hay cá nhân hóa quy trình canh tác đến từng người nông dân. Điều này cũng sẽ giúp người nông dân dễ dàng tiếp cận, sử dụng toàn thời gian trên diện tích hàng chục triệu hecta nông nghiệp sẵn có của cả nước. Được phát triển và đưa vào sử dụng rộng rãi gần 6 năm nay, Hai Nông là cầu nối giữa cộng đồng người quan tâm nông nghiệp bằng các chia sẻ từ các chuyên gia, từ những người nông dân nhiều kinh nghiệm, tạo ra một cộng đồng học tập, chia sẻ kiến thức và hướng đến phát triển bền vững nông nghiệp. Không chỉ dừng lại ở app Hai Nông, chúng tôi cũng đã phát triển đổi mới sáng tạo trên nền tảng số, có trải nghiệm tương tác rất là thú vị. Đó là dự án người nhân tạo mang tên là Anh Hai Cà Mau. Kho kiến thức rất là đa dạng, phong phú và thiết thực mà chúng tôi trên cho Anh Hai Cà Mau, thì tôi nghĩ rằng không có lý do gì cản trở cái việc Anh Hai Cà Mau vươn ra cái tầm quốc tế. Sau Hai Nông thì Anh Hai Cà Mau, người nhân tạo đầu tiên trong ngành nông nghiệp, đã được phân bón Cà Mau sáng tạo và xây dựng kế hoạch từ năm 2021, tức là thời điểm trước cả khi ChatGPT xuất hiện. Với 6 phòng trò chuyện tương tác trực tiếp được coi là sáng tạo gần gũi và thân thiện nhất với người nông dân trong các ứng dụng nông nghiệp tại Việt Nam hiện nay. Xin chào khán giả dấu ấn 2023. Tôi là anh Hai Cà Mau. Bà con nông dân khó ở đâu, tôi có ở đó. Vâng, chào anh Hai Cà Mau. Tôi không phải là nông dân, nhưng mà qua các phóng sự thì tôi được biết tại đồng bằng sông Cửu Long, bà con nông dân hay gặp các vấn đề về phèn, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng và năng suất của cây trồng. Vậy làm thế nào để khắc phục được tình trạng này ạ? Anh Hai Cà Mau cho rằng cách khắc phục tốt nhất và tiết kiệm chi phí là đào mương rửa phèn, và bà con có thể bón phân DAP và phân dầu lân. Tôi có thể trả lời chuyên sâu hơn nếu bà con cần. Vâng, chắc chắn là bà con sẽ rất cần rồi, vì ai cũng muốn cây trồng của mình khỏe hơn, có năng suất cao hơn.
Mà anh hai Cà Mau này, được biết ngoài giúp bà con tăng gia sản xuất thì anh còn có thể ca hát nữa. Vậy anh hãy biểu diễn một đoạn ngắn ngay bây giờ được không ạ? Vui bến tàu ghé chen nhau chờ nắng chuyến, trên bến bao người lưng ướt đẫm mồ hôi. Quê hương tôi từ nay đời tươi mới, hạt ngọc vàng tươi tô thắm. Vâng ạ, những câu hát rất hay và quen thuộc. Xin cảm ơn anh hai Cà Mau. Thật vui khi giờ đây những người nông dân đã có thêm người bạn đồng hành vừa nhiều kiến thức lại vừa đa tài như anh hai Cà Mau. Hành trình đổi mới sáng tạo tiếp theo sẽ là gì đây? Chúng ta cùng gặp lại phóng viên Khuất Minh. Với chi phí sản xuất chỉ bằng 1/15 so với các thiết bị nhập khẩu như thế này thì đây là một mô hình giả lập về các hệ thống điện tử trên một khoang lái máy bay đã được các thầy giáo kỹ sư người Việt Nam sáng tạo và thiết kế ra dựa trên các chi tiết được tận dụng. Và đây cũng sẽ là hành trình đổi mới sáng tạo tiếp theo mà dấu ấn năm 2023 muốn quý vị và khán giả dừng chân. Có mặt ngay từ khi học viện được thành lập, thầy Nguyễn Mạnh Hùng và đội ngũ của mình luôn giữ quan điểm: người Việt Nam thông minh, cần cù và chịu khó, người ta làm được mình cũng sẽ làm được. Một số mô hình mô phỏng các thiết bị nhập khẩu đã được anh và các đồng nghiệp của mình thiết kế, sáng tạo và đưa vào hoạt động huấn luyện kỹ thuật bảo dưỡng bay. Các em nó sẽ được huấn luyện nhiều hơn trên thiết bị này so với những cái thiết bị mà chúng tôi nhập khẩu. Bởi vì chúng tôi là những người Việt, chúng tôi hiểu các em nó thiếu cái gì và chúng tôi bù đắp cho các em nó cái đó. Chúng tôi sẽ truyền lửa được cho các thế hệ tiếp theo sáng tạo và làm ra được những sản phẩm còn tốt hơn những sản phẩm này của chúng tôi. Vietjet là hãng không đổi mới, sáng tạo trong các lĩnh vực như kỹ thuật tàu bay, khai thác bay, quản lý điều hành bay, mang tới những cái sự đầu tư của các cái nhà đầu tư nước ngoài đến trong các lĩnh vực huấn luyện, đào tạo, chuyển giao công nghệ cũng như là sản xuất các cái linh kiện tàu bay ở tại Việt Nam. Những chuyến bay đã cất cánh, bình minh của đổi mới sáng tạo cũng đã được mở ra. Khi lần đầu tiên Việt Nam có một trung tâm đổi mới sáng tạo quy mô ngang tầm thế giới, tạo ra một môi trường thúc đẩy nghiên cứu, phát triển ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ. Bằng những hành động cụ thể và thiết thực, bình minh của đổi mới sáng tạo đang lên, sẽ đem theo hy vọng về những bước chuyển mình mạnh mẽ của đất nước ở tất cả các lĩnh vực.